Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy làm mặt nạ. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Chúng tôi cam kết sản phẩm mới 100%. Khách hàng khi nhận hàng được quyền đổi trả trong vòng 7 ngày. Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng. Sản phẩm được bảo hành khi có lỗi của nhà sản xuất. Xóa chịu 100% chi phí. Ưu điểm chính của sản phẩm: bạn có thể làm mặt nạ tùy theo làn da của mình, tự sáng tạo các loại mặt nạ bằng cách đổ nước ép của trái cây, rau, sữa, tinh dầu, thảo dược, các loại củ. Mặt nạ sẽ được tạo đồng đều trên tấm màng ABS chỉ bằng cách đổ chất lỏng ra mà không cần tạo mặt nạ giấy và không cần thìa để tạo hình, đảm bảo mặt nạ phù hợp hơn với da mặt. Máy làm mặt nạ hoạt động êm ái, tự động và dễ dàng, chỉ cần điều khiển các chế độ. Phần bên trong của máy được làm bằng chất liệu kim loại và gốm, thân thiện với môi trường và an toàn đối với người sử dụng. Sản phẩm có tính năng nhắc như giọng nói thông minh, nhắc mực nước và tự động làm sạch, rất tiện lợi và rất dễ sử dụng máy. Cách sử dụng sản phẩm: bước 1. Kết nối với nguồn điện, đèn sáng hiển thị chế độ. Thêm 60ml nước tinh khiết, 20ml nước trái cây và collagen. Nhấn nút bắt đầu để tạo ra mặt nạ. Sau 5 phút, mặt nạ đã hoàn thành. Hãy nhấn nút đổi hướng để mặt nạ chảy ra. Làm mát mặt nạ sau đó, chúng ta đã có thể sử dụng sản phẩm. Thông tin chi tiết: loại mặt sản phẩm đó là máy mặt nạ rau củ, chất liệu kim loại và gốm sứ, màu sắc đó là màu trắng. Thời gian làm mặt nạ là 5 phút, điện áp 220V, công suất 900W. Gói hàng bao gồm một máy đắp mặt nạ, một bảng tạo khuôn mặt, một cọ làm sạch, một dao, 32 bảng collagen, một dây điện, một cốc đong, một bộ hướng dẫn sử dụng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào, gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.